Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên Tâm sự thầm kín và được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Audio Hải Ngoại. Đến kênh Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện tâm sự có tựa đề 1 phút sao lòng thành hận thù. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi và anh ấy yêu nhau và chúng tôi có đến 6 năm sống chung với nhau như vợ chồng. Chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Cho tới nay chúng tôi đã có với nhau một bé gái xinh đẹp và một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi đều là những người ngoài tỉnh nên việc tạo dựng một cuộc sống vững vàng trên đất thành thị quả là không dễ. Trong khi chúng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng với 2 mảnh bằng đại học loại khá. Trải qua nhiều khó khăn, hiện giờ chúng tôi đang làm chủ một tiệm giặt khá lớn. Ra trường xong anh đi làm và bỏ nghề rồi trở về mở một tiệm giặt là. Tôi cũng từng là phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi là người rất có trí, chăm chỉ và luôn nỗ lực trong cuộc sống và rất yêu gia đình. Tôi cũng được mọi người đánh giá là xinh xắn, thông minh và đảm đang. Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau như là đôi chim không thể lìa nhau. Tổ ấm của chúng tôi ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc và bền chặt nếu như không có chuyện đó xảy ra. Chuyện đó xảy ra hồi tôi còn đang là phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi là phải làm việc cùng với sếp. Anh ta chỉ hơn tôi có 7 tuổi thôi, là người thành đạt và được mọi người trọng dụng. Anh ta luôn coi tôi là em gái và tôi cũng đối xử với anh ta như là một người anh trai. Ngoài công việc, tôi và anh ta cũng hay nói chuyện và chia sẻ với nhau về cuộc sống cũng như gia đình. Anh ta tỏ ra rất đứng đắn và như một người anh trai, luôn động viên tôi trong công việc. Thế rồi có một lần anh đã bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi thực sự bất ngờ và tỏ thái độ bực tức. Anh ta nói với tôi rằng: "Em không yêu anh thì hãy cứ để anh được yêu em. Chỉ cần anh thấy em hạnh phúc là anh vui lắm rồi." Rồi là một lần khác, anh ta nói lời yêu đối với tôi. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta rằng tôi và anh ta không thể tiến xa được với nhau, chỉ là sếp tớ thôi. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn như thế. Hơn nữa, chúng tôi đều đã có gia đình và có con cái. Tôi rất yêu tổ ấm của mình. Lần này anh ta hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm nữa. Anh ta vốn là người đứng đắn, lịch sự và được mọi người trọng vọng. Tôi tin lời anh ta hứa và không hề nghĩ ngợi gì cả. Anh ta và tôi luôn giữ quan hệ đúng mực là sếp tớ và là anh em. Khoảng 2 tháng sau, trong một lần đi công tác về, khi mà trên xe chỉ có 2 người, tôi và anh ta lại nói lời yêu đối với tôi một lần nữa. Lần này tôi không phản ứng, mà để anh ta ôm chầm lấy và nói: "Anh rất yêu em và không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi." Chẳng hiểu sao tôi cũng bị dao động và để cho anh ta ôm. Rồi tôi nghe văng vẳng bên tai như có tiếng chồng và con yêu của tôi đang gọi tôi về với mái ấm hạnh phúc của mình. Tôi giật mình như choàng tỉnh khi anh ta định làm chuyện ấy với tôi. Tôi đẩy anh ta ra. Cả 2 ngồi lặng người không ai nói gì. Rồi anh ta thốt lên: "Anh xin lỗi." Tôi vừa khóc vừa mở cửa xe và chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy mãi theo tiếng gọi của chồng và con. Thế rồi cũng về đến nhà. Tôi rất giận bản thân mình và ân hận đã không sáng suốt và cương quyết hơn với những hành động của anh ta. Để rồi tôi phải đặt mình vào hoàn cảnh tội lỗi như bây giờ. Tôi phụ bạc chồng mình. Sau lần này tôi không đến làm cho công ty đó nữa và ở nhà quản lý tiệm giặt cùng chồng. Anh ta vẫn gọi điện cho tôi và lại nói xin lỗi. Anh ta nói rằng sẽ không làm tổn thương hạnh phúc của tôi. Anh ta sẽ cố gắng quên tôi. Ngay sau đó tôi đã thay đổi số điện thoại và không liên lạc với anh ta cho đến bây giờ. Thực lòng, tôi rất muốn tâm sự chuyện đó với chồng, nhưng tôi lại sợ anh giận. Sống với anh gần 10 năm trời, tôi biết anh có cái tính rất ghen và nóng tính. Trước đây, cũng có một số người tán tỉnh tôi khi chúng tôi còn chưa cưới nhau. Anh đã thể hiện chất người đàn ông ghen như thế nào cho tôi biết, nên tôi rất sợ. Lần này là nghiêm trọng hơn nhất. Tôi định bụng sẽ lựa một thời điểm thích hợp và kể cho anh nghe. Nhưng mà chẳng biết thế nào, vào đúng lúc tôi mang bầu bé thứ 2, lại là lúc anh tỏ ra nghi ngờ. Sau khi tôi nghỉ làm 1 tháng, Anh lục lọi tất cả mọi thư từ trong mail, kiểm tra tin nhắn điện thoại hàng ngày để cố tìm ra một cái gì đó để chứng minh cho sự nghi ngờ của anh. Rồi một lần, khi đang bên tôi rất hạnh phúc, anh nói nhỏ với tôi: anh đã gọi điện cho sếp của em rồi. Sếp em đã thú nhận tất cả. Em không cần phải giấu anh làm gì nữa. Tôi hốt hoảng như người có tật giận mình và kể hết mọi chuyện với anh. Anh hứa là sẽ tha thứ cho tôi. Tôi vui lắm. Nhưng mà từ hôm đó anh sống như là không có hồn. Lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, cũng ít quan tâm tới tôi và con hơn. Tôi cũng biết chắc là anh giận tôi vì chuyện đó. Tôi lại càng chăm chút và yêu thương anh nhiều hơn. Thế anh như vậy, tôi lại càng mặc cảm. Tôi đã cố gắng để hâm nóng hạnh phúc của mình, nhưng mà tôi chỉ nhận được những lời đai nghiến của anh rằng: cô không yêu anh ta được thì quay về yêu tôi chứ gì. Nếu gặp anh ta trước thì chắc gì cô đã yêu và lấy tôi. Tôi và anh yêu nhau rất lâu rồi mới tiến đến hôn nhân bằng một tình yêu chân thành và rất chăm chút cho nhau. Tình yêu đối với anh trong tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn luôn chăm lo cho anh rất chu đáo và tỉ mỉ. Tôi biết anh chỉ giận tôi và nói như vậy thôi. Tôi nén nỗi khổ tâm vào lòng và ra sức phân trần cùng với anh. Anh nói với tôi là tôi không thể tha thứ cho cô được. Tôi và cô yêu nhau đến như vậy mà cô không thắng nổi những phút giao lòng. Đến ngôn từ xưng hô đơn thuần nhất với tôi cũng đã bị anh thay thế bằng từ cô đầy lạnh lùng và khó nghe. Tôi cố tình pha trò để phá vỡ sự căng thẳng trong anh nhưng mà không thành công. Tôi và anh đã cùng nhau phân tích và tìm ra hướng giải quyết cho sự đổ vỡ về tình cảm trong anh đối với tôi. Anh nói rằng sau lần này anh sẽ không còn yêu tôi như ngày xưa nữa, thậm chí là khinh bỉ tôi. Anh còn mắng tôi không tiếc lời với những lời đau lòng xấu xa nhất trên đời này. Tôi biết là tôi đáng trách, tôi sai rồi nên tôi đã quỳ trước mặt anh và cầu xin anh tha thứ cho tôi, để tôi sửa đổi và sống tốt hơn bên anh và gia đình. Tôi cũng xin anh đừng cho bố mẹ đẻ tôi biết chuyện. Tôi không muốn họ phải đau lòng vì có đứa con hư như tôi và không phải chứng kiến những chuyện không vui của chúng tôi. Nhưng mà anh lại nói rằng tôi không phải chịu khổ một mình như thế này được. Tôi phải cho bố mẹ cô biết, để bố mẹ cô giải cô. Vậy là nỗi đau đớn trong tôi lại càng nhân lên khi mà càng nhiều người thân của tôi phải lo lắng và sầu muộn vì tôi. Bố mẹ tôi biết và xin anh tha thứ cho tôi. Nhưng mà anh đã thẳng thừng và tuyên bố là không tha thứ cho tôi. Anh còn dần cá chém thớt, mặt nặng mày nhẹ với cả những người thân yêu của tôi. Có nhiều khi anh cáu giận vô cớ với tôi, rồi mắng nhức tôi và gia đình tôi. Bố tôi có một quá khứ không đẹp lắm là có lỗi với mẹ. Nhưng hiện nay, bố tôi sống rất tốt và chu đáo với gia đình. Tôi vẫn luôn tự hào về bố, trừ lỗi lầm mà bố tôi đã mắc phải. Nhưng không phải vì thế mà anh thiếu tôn trọng với bố mẹ tôi khi anh khơi gợi quá khứ của bố tôi bao nhiêu năm nay. Anh cũng dùng những lời lẽ xấu nhất để nói về bố mẹ tôi với thái độ khinh rẻ mà tôi không tiện nói ra ở đây. Thật không còn từ nào để diễn tả nỗi đau đó của tôi. Tôi chỉ biết khóc và chịu đựng trong sự ân hận về lỗi lầm đã gây ra với anh. Lúc đó, sự bế tắc và căng thẳng tột độ đã xui khiến tôi tìm đến cái chết. Anh đã ngăn cản tôi kịp thời và nói với tôi trong nghẹn ngào: anh còn yêu em nhiều lắm, em đừng có đi, hãy ở lại với con và anh. Nhưng mà anh không thể nào quên được nỗi đau này. Anh cũng không tha thứ được cho em. Anh muốn trả thù. Tôi vẫn hiểu là anh vẫn còn rất yêu tôi và không muốn mất tôi. Những lời nói xúc phạm tôi và gia đình tôi chỉ được xuất phát khi anh căng thẳng và nóng nảy. Mặc dù tôi vẫn thầm giận anh về sự xúc phạm đó, nhưng tôi hiểu tất cả là do lỗi của tôi gây nên. Anh muốn trả thù cái người trực tiếp gây đẩy tôi vào tội lỗi, muốn kiện anh ta ra tòa về cái tội ức hiếp nhân viên cấp dưới, để hắn phải chịu đau khổ với nhiều hình phạt. Tôi quên chưa nói về việc chồng tôi có thông báo điều tội lỗi đó cho vợ anh ta biết, để vợ anh ta đề phòng và xem lại anh ta. Đó cũng là nỗi đau rất lớn đối với cả gia đình họ. Như thế, chồng tôi cảm thấy được chia sẻ nỗi đau phần nào. Bây giờ, anh bắt tôi phải lựa chọn. Một là kiện anh ta để chứng minh tôi không yêu anh ta và để hắn đau đớn, mất mát nhiều hơn nữa. Hai là chúng tôi phải ly hôn. Anh đòi nhận quyền nuôi con. Hai điều đó thực sự với tôi trong hoàn cảnh này rất khó để lựa chọn. Ly hôn là cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trong khi anh đã 3 lần viết đơn ly hôn với tôi với lý do là tôi phản bội chồng tôi và tất nhiên là tôi không ký. Anh còn nói là nếu tôi không ký vào đơn ly hôn thì anh vẫn có cách để mà ly hôn với tôi. Tôi không biết là anh sẽ tìm cái cách gì, nhưng tôi thấy rất lo lắng và sợ khi phải xa anh biết chừng nào. Tôi còn yêu anh và tổ ấm của tôi nhiều lắm. Vậy thì tôi chọn giải pháp thứ hai kia để bảo toàn hạnh phúc của mình theo đúng ý anh. Nhưng tôi lo mọi chuyện sẽ rắc rối và xấu đi cùng với dư luận. Bố mẹ và những người thân của tôi sẽ đau khổ và không còn tự hào về tôi như ngày xưa nữa. Tôi từng có tiếng học giỏi và ngoan. Nếu điều đó làm anh vui mà chúng tôi vẫn sống hạnh phúc với nhau thì tôi sẵn sàng lựa chọn. Tôi không cầu toàn, mà lo lắng nhất là nếu việc kiện anh ta không thành công hoặc khi dư luận biết chuyện, chúng tôi chỉ sống trong tự ti và mặc cảm về một người vợ phụ bạc như tôi. Điều đó thôi cũng đủ để bóp chết sự hãnh diện, lòng tự trọng của người đàn ông trong anh và đẩy anh xa tôi hơn. Và cuối cùng tôi vẫn có thể mất anh mãi mãi. Tôi đã xin anh để không phải lựa chọn 2 giải pháp khó khăn kia, nhưng anh không đồng ý. Thời gian nặng nề trôi cũng đã 1 năm rồi. Tôi chỉ mong anh tha lỗi cho tôi và sống tốt hơn với gia đình. Tôi ở nhà chăm con và phụ chồng tôi quản lý tiệm giặt là. Nhưng mà nỗi hận thù và đau đớn trong anh vẫn không nguôi ngoai mà vẫn gây căng thẳng khi hai chúng tôi đối mặt với nhau. Anh nói là khi nào cô chưa kiện anh ta thì chúng ta không có hạnh phúc và cô phải đi ra khỏi nhà của tôi. Anh không còn yêu tôi, không quan tâm và chăm lo cho tôi như ngày xưa nữa, mà chỉ dành thời gian cho công việc. Tôi luôn chủ động đến gần và quan tâm anh, thì anh chỉ đáp lại với cái thái độ miễn cưỡng. Nhiều đêm ôm con, tôi khóc một mình trong sự thèm khát được anh yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Tôi và con rất cần có anh trong mái ấm hạnh phúc của mình. Các bạn hãy giúp tôi có một hướng đi đúng. Tôi không muốn mất anh và không muốn hạnh phúc gia đình tôi bị đổ vỡ. Rất mong nhận được sự hồi âm và chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe cái câu chuyện tâm sự hôm nay với Hồng Nhung. Một phút lỡ lầm, lạc nhịp khi mà rung động trước một người đàn ông khác, người sếp của mình. Có thể là anh ta sẽ hào nhoáng hơn cái người đàn ông đã gắn bó với mình 6-7 năm trời. Ở cái chỗ là sẽ phong độ hơn này, tiền nhiều hơn, có chức có quyền trong cái môi trường mà mình làm việc. Ít nhiều nó cũng sẽ gây cho cô có một cái tâm lý rất là thoải mái, rất là hãnh diện và có cái sự rất là mới lạ khi mà đến với một cái cuộc tình nó mới như thế, nó nhanh như thế. Mà hơn hết thì cái người sếp đấy lại cứ liên tục nói cái lời yêu cô. Chính cho nên vì vậy cho nên là cô không giữ được mình và đã siêu lòng đôi chút. Để đến khi mà cái sự việc nó vỡ lở ra và chồng cô cũng đã biết, thì bây giờ là cô đang đứng giữa 2 cái sự lựa chọn. 1 là phải chia tay hẳn với chồng, 2 là phải làm đơn kiện với người kia để anh ấy được yên tâm là cái tình cảm. Vợ vẫn trao chọn cho mình và vợ vẫn chọn gia đình. Vậy thì quý vị nghĩ sao về cái trường hợp này? Theo Hồng Nhung thì chúng ta cứ nên nhẹ nhàng giải quyết thôi. Có thể nhẹ nhàng lựa lời nói chuyện với chồng, không vì gì phải làm dùm beng lên, vì ít nhất đây cũng là công việc, là chỗ làm ăn của vợ. Và cái người kia, người ta thích vợ mình, nhưng bây giờ không có gì với nhau nữa thì cũng thôi, hãy bỏ qua cho nó dễ sống. Tại sao cứ phải rạch ròi mọi chuyện quá làm cái gì? Rồi nó sẽ rất mất thay đi. Cái người sếp họ vừa xấu hổ và chúng ta lại cũng mất công ăn việc làm luôn. Cho nên là những cái gì mà chúng ta giấu đi được thì chúng ta nên giấu đi, đừng có phô ra cho xã hội và thiên hạ người ta biết. Đấy là ý kiến riêng của Hồng Nhung. Còn quý vị nghĩ sao, có nên rạch ròi quá cái câu chuyện này ra hay không? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Và thời lượng phát sóng chương trình đến đây cũng đã hết. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo ngày mai trên kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.